Đi xuống. Đây sau mấy ngày thì chú Trung làm cho hai vợ chồng già ở nhé mọi người nhé. Đã xây xong cái phần tường với cả cái phần đấy rồi. Hôm nay đã rơi cái nhà sàn của bố chú ấy. Thì mình quay một cái video để kỷ niệm nha mọi người. Đây bắt đầu tháo dỡ cái tấm ván kìa mọi người. Ở trên này thì không giống như ở dưới chỗ bản mình. Ở chỗ bản mình là bản xuống tháo dỡ giúp. Ở trên này thì là toàn anh em họ hàng nha mọi người nhé, tự tháo tự dỡ thôi. Chứ bản xã bản là không không giúp mọi người ạ. Về cái tủ kia xuống à? Rồi, đợi giúp mình để mình giúp mọi người. Bếp ga mới à? Đây anh em trong họ hàng xuống giúp để tháo dỡ ngôi nhà này nhé mọi người nhé. Còn mấy hôm nữa là chuyển sang nhà mới để ở rồi mọi người. Mấy hôm nữa nhà mới cũng xong rồi. Ngôi nhà này nó cũng cũ kỹ lắm rồi mọi người. Dây điện kiểu làm bếp ở trong nhà ấy nên là nó chuyển sang màu đen, màu ấy hết, xám khói hết rồi, rất là bẩn luôn. Xem cẩn thận nhé, hồi trước có không biết là giấu bạc để trên đấy đấy, hay để trên gác bếp đấy. Có tiền đấy. Chú Vinh là chú Hên rồi. Cái gì đây? Chả có gì đâu á. Chuyển cái tủ kia xuống nha anh em nhé. Này khá là nặng. Cái tủ để đồ ăn mọi người. Nhiều tiền đấy. Bên này yếu này, bên chính nghĩa này yếu này.
Đây bắt đầu đến công đoạn dỡ ngói rồi anh em. Bởi vì nhà sàn ấy nó cũng rất là lâu rồi ấy, nên là ngói nó cũng hỏng hết rồi mọi người. Ngói với cả gỗ các thứ. Còn một số thanh gỗ thì còn tốt thì mình sẽ lọc ra để dùng. Còn phần ngói này đã không dùng được nữa. Sau một lúc thì ngói sắp dỡ xuống hết rồi mọi người. Thank you.
bắt đầu đến phần tháo dỡ những cái que thanh nhỏ nhé anh em. Đây đồ mà hồi trước ông bà hay làm phải bóc thứ xong là đi đập lúa nha mọi người nhá. Ừ. Đây. Nay bỏ giấy treo tường. Đi một phương con đi. Cái này nguyên bản đấy nhờ. Quả thật phương tên thì còn nhỏ. Cái để đập lúa kia là dùng da trâu để làm ấy. Thịt treo gác bếp ở chú Vinh ơi. Thịt gác bếp mấy năm cơ? Phí thế đúng không? Đây đang tháo dần dần nha. Mày phát à? Làng giết đâu với mày kỳ hiến giết đi. Mọt hết rồi, gỗ này làm củi rồi. Cắt luôn à chú Trung? Mọt hết rồi quá. Đây cả cái phần khung trên còn mỗi cái này là không mọt rồi. Mỗi thanh này đó. Ở hình thanh thanh bên trên cũng chưa mọt quá, thanh chỗ chân tiến đấy nhỉ? Chưa, thanh kia chưa mọt. Bây giờ chọn những cái thanh nào còn dùng được thôi, chứ còn không thì cắt ra để làm củi thôi chứ. Đấy,
Đây, cái nào xuống thì anh em xếp gọn ở đằng kia nha mọi người nha. Mọt căng nhờ. Mọt căng rồi anh em. Toàn bụi đều bụi thôi. Đây đã đây xong cái phần trên xuống này mọi người này. Đây. Đến phần dưới rồi anh em ạ. Mấy anh em bọn mình làm việc cũng rất là khẩn trương nên là đã xong ấy rồi nhá. Thỉnh thoảng lúc tắt máy là mình vẫn làm nhá mọi người nhá, chứ không phải là không giúp như mọi người xem cứ tưởng là mình đứng quay không. Bởi vì cả buổi sáng thì mình quay những cái cảnh để ghép với nhau thôi chứ không phải là quay điện mạch ấy. Đây vừa xuống xong một vỉ nhá mọi người nhá. Nào thanh niên khẩn trương nào. Mang ra xếp ở đánh đống để ở bên kia nhá anh em nhá. Đang tháo anh em nhá. Gỗ này chắc phết đấy. Mi xả đếch chứ đi. Đây anh em đang chống để hạ xuống. Để đấy cái thanh kia ra trước xong tí hạ cái vỉ này xuống.
đi xuống. Đây còn hai vị cuối cùng, tí là anh em mình cho xuống nốt. Đây đã hạ xuống an toàn, tí là anh em mình cùng nhau dọn dẹp đã xong rồi. Rồi giờ mình tắt máy để khiêng cùng anh em đã. Đây anh em mình vừa tháo dỡ xong cái nhà rồi nha mọi người nhá. Lên trên này thì các ông bà xong là các cháu làm cơm rất là nhanh. Chuẩn bị đặt mâm được rồi. Có mấy người thôi mà làm hẳn 10 mâm à? Mâm nào to thì mình cho 2 đĩa đúng không? Tiết canh bò. Món gì đây không? Đạp sống à? Hôm nay lại có món thịt bò sống anh em ạ. Thịt nó ở đâu? Thịt nó ở dưới không? Ừ. Đây. Ở 6 mứ thôi, qua này. Bác này quan. Cái chậu to mà, thịt nó ở dưới đấy. Đấy. Nhiều thịt mà. Ủa, món này ngon đấy. Thịt có da nhiều đấy. Đây, món lạp sống này mọi người này. Ông vừa làm trông rất là ngon luôn. Đếm thử đi. Tám bát tiết canh. Đạp 6 mâm nhé anh em nhé. Đây nhé, bữa cơm trưa giúp chú Trung dỡ nhà bố chú Trung đây nhá mọi người nhá. Gọi là vừa dỡ vừa phá mọi người ạ. Bởi vì bởi vì có một số cái không lấy. Nếu mà dỡ không thì phải thanh gỗ nào cũng phải lấy hết. Ở ngoài này sẽ là đội thanh niên ngồi. Sao xong mâm cái xứ? Sao xong mâm gì? Ở ngoài 2 mâm, trong này 4 mâm nha mọi người nha. Đây, ngồi ở trên này nữa. Lầu ấm mắt sáng 1 mâm xong chén. Không sai. Đi tắm lạnh lạnh nhé. Tắm lạnh à? Hôm nay có uống rượu không chú Vinh ơi? Có chứ. Có chất tanh thế này phải làm tí chứ nhỉ? Tanh như này không làm uống rượu thì tí. Cái nó đi. Nâng chén đi nhá. Lái một người đây. Rồi hôm nay ai cũng đến giúp bà ông chúc sức khỏe nhá. Cảm ơn mọi người giúp đỡ ông bà dỡ nhà nhá. Thôi anh thì vẫn không uống đâu. Vẫn không uống à? Ừ. Vẫn không uống. Vẫn bài đấy nhỉ. Chén đây. Thôi để chén hai đi nhá. Rồi chúc sức khỏe nhá. Ui, nó chén đầu nó nóng hết ruột đây này. Món thịt bò sống.
Nhá, chú Vinh ạ. Hấp dẫn lắm đấy, cái này. Chỗ này vào đây nhá. Tay bếp nào ấy nhỉ? Rồi. À, bố Quyết với bố Sôm với thím Trung với hai cháu gái. Với bà ngoại của bố Quyết làm tuyệt vời rồi. Ừ đây. Mời anh em nhá. Đây chung đầu bếp là 5 người. Đây 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 đây, đây tôm này, tôm này, tôm cạn này. Được không chú An? Tay nghề của bố chú nấu nướng thế nào? Chuẩn đây. Đi ra. Tôm sáng ngồi đây ông sáng thôi, ngồi cho kia thôi. Ông ngồi đây thôi. À, ông làm gì được ngồi đây, ông phải ngồi mâm trên chứ. Đâu còn thiếu một hai người nữa mà đúng không? Món tiết canh kiểu cho nhiều rau nó hay màu đen tí chú Vinh ạ. Cái này ít nhân. Ít nhân mà đánh để đâu? Mà ăn lên mới ngon, nhiều tiền ăn mọi người ạ. Ăn nó mới mát chú ạ. Chú có tôm chưa? Có rồi. À. Lên chú Hàn, anh em mình cũng lên thôi. Rồi. Đấy. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Mời mọi người. Như thạch đấy nhở. Thạch rau cao. Hả? À, thử đây đó. Ôi, này đây. Mời nó. Đấy. Đũa đấy. Anh cười thì chắc là ngồi mâm trống rồi. Đấu tổng hợp à chú Minh? Có ai nhưng mà muốn anh vào trong. Dạ nha mọi người nha. Vâng vâng. Tiết canh nha. Luôn. Vào lại mức của hơn. Vào lại. Vào lại nám, nàng mơ mèn bón. Ăn thịt sống, có thiếu cốt. Mất ăn thôi mấy. Mơ mèn bón, mơ mau đấy. Mơ mèn bón. Món lạp sống ngon lắm chú Hoan ơi. Ngon. Chú Vinh lại ăn món hổ lốn. Này anh đó ơi. Ngọt nhỉ. Này anh. Cái này không cay mà. Gọi thì bọn em gọi thế thôi đúng không? Thịt bò luộc. Chán pia anh em ạ. Ai diễn đi. Miệng ngon. Ô. Ê, no rồi anh em ạ. Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Còn chú Trung và mọi người ở trong nhà thì vẫn đang tiếp tục. Người ạ.